xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh Biên Gia Lai. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em một mảnh đất nằm ngay trên con đường Đinh Tiên Hoàng thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Đây là một lô đất mình đánh giá cực kỳ đẹp nằm ngay khu vực chợ Chư Sê luôn. Và bây giờ anh em hãy theo chân mình để review chi tiết về mảnh đất đó nhé nhé. Go! Hiện tại bây giờ mình đang đứng tại vị trí mảnh đất và mình giới thiệu cho anh em ngày hôm nay nhé. Mảnh đất này nằm ngay trên con đường Đinh Tiên Hoàng thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai anh em nhé. Và tổng diện tích của mảnh đất này là 112m2, mặt tiền đường là 5m và sâu là 23m và có 112m đất ở đô thị anh em nhé. Đất này phun thổ cư hết anh em ạ. Và bây giờ mình sẽ đây cái mảnh đất mình giới thiệu cho anh em đây, nó có ngay ngón tay mình chỉ anh em nhé, có cái cửa sắt màu xanh xanh anh em. Và bây giờ mình sẽ quay một vòng khu vực dân cư đây để anh em dễ dàng hình dung ra khu vực này anh em nhé. Đây là một mảnh đất nằm ở khu vực trung tâm anh em nhé, trung tâm của thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Đây bây giờ mình lướt trên khu vực tay trái của mình anh em. Và theo cái ngón tay trái của mình, từ cái vị trí mà lô đất mình giới thiệu cho anh em á, nên chỗ ô tô kìa, đấy ô tô kìa, là cái chỗ cổng chợ nhé, cổng chợ phía sau anh em, cổng chợ phía sau. Đấy là trung tâm chợ lớn nhất của thị trấn Chư Sê. Và khu vực chợ thì có rất nhiều tiện ích, chẳng hạn như là siêu thị Copmark, điện máy xanh, thế giới di động, và tất cả các cơ quan ban ngành đều nằm ở khu vực đó. Ở đây thì khu vực dân cư ở cũng khá đông đúc anh em ạ. Khu vực này thì buôn bán tương đối là sầm uất, nhà ở sát sát anh em. Rồi bây giờ mình sẽ lướt qua bên màn hình tay trái của anh em, mình tiếp tục giới thiệu cho anh em nhé. Đây là con đường Đinh Tuyên Hoàng nối dài anh em nhé. Chúng ta đi khoảng độ là 500m là chúng ta nối ra quốc lộ 14A nhé anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến lại gần khu nhà để quay chi tiết cái mảnh đất cho anh em. Ở trên cái mảnh đất này thì có một ngôi nhà nhỏ anh em nhé. Ngôi nhà thì nói chung là nó không được còn ngon lành cho lắm. Nói chung mình chỉ quay cái phần đất cho anh em thôi, cái phần diện tích đất thôi. Còn đối với căn nhà thì anh em có thể đến ở tạm thì được, chứ còn nếu mà mình ở lâu dài thì nó cũng không được ngon lành cho lắm. Cái mảnh đất của chúng ta là sát bên mương thủy lợi anh em nhé. Đây, bên này của nó có một cái mương thủy lợi anh em này. Sau này chúng ta có thể là làm nhà, chúng ta mở cửa ra cũng thoải mái, nó không có sát với nhà làng xóm anh em. Nó không sát cái vách tường của nhà làng xóm. Đó, nên chúng ta lợi thế của chỗ phần này cũng rất là ok luôn. Bây giờ mình sẽ quay ra cái màn hình phía trước của căn nhà anh em nhé, và khu dân cư đây nhé. Đây là những dãy nhà của làng xóm chúng ta. Đây, ở đây thì dân cư ở san sát anh em nhé. Buôn bán đây rất là sầm uất anh em ạ. Ở đây gọi là khu vực trung tâm anh em nhé. Trung tâm gọi là trung tâm chợ đấy. Vậy là hôm nay mình vừa giới thiệu cho anh em một mảnh đất nằm ngay trên con đường Đinh Tuyên Hoàng thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Và tổng diện tích của mảnh đất này là 112m2. Mặt tiền đường là 5m, sâu và 23m. Và đất này là phun thổ cư hết anh em nhé. Có 112m đất ở đô thị. Và giá chủ nhà mong muốn đưa ra là đúng 1 tỷ 2 anh em nhé. Đối 1 tỷ 2 với một mảnh đất mà khá thuận lợi của khu trung tâm này, thì mình nghĩ đây là một giá cực kỳ phù hợp anh em ạ. Nằm ngay khu vực trung tâm, gần ngay chợ, rất là tiện cho anh em có thể đi lại cho việc chúng ta mua sắm, hay là chúng ta có thể kinh doanh trên mảnh đất này cũng rất là tuyệt vời luôn. Và bây giờ mình sẽ đi ra khu vực trung tâm để quay thêm cho anh em một chút ở ngoài khu vực trung tâm nhé. Và bây giờ mình đang đứng tại vị trí chợ lớn nha, trung tâm buôn bán sầm uất nhất của thị trấn Chư Sê anh em nhé. Và từ cái vị trí mình đứng đây mà xuống cái mảnh đất mình vừa giới thiệu cho anh em á, đây này cái mảnh đất, để mình zoom gần lại cho anh em xem nhé. Đấy, cái mảnh đất mình vừa giới thiệu cho anh em nó nằm ở ngay cái biển màu xanh này, đây này, biển màu xanh nhá. Có nghĩa là từ cái vị trí mảnh đất đó mà lên đến cổng chợ này nó chỉ rơi vào độ khoảng là 40-50m anh em nhé, rất là gần luôn. Cái mảnh đất gần khu vực trung tâm buôn bán sầm uất nhất của thị trấn Chư Sê nhá.
Và bây giờ mình sẽ lướt qua một vòng khu vực con đường và dân cư ở đây nhé. Đây là cái mặt đường phía sau chợ anh em ạ. Rồi tiếp tục mình sẽ đi ra quay cái phần trung tâm chỗ phía trước nhé. Phía trước vào cái mặt chợ ở khu vực đấy nó gồm có này siêu thị Copmark, điện máy xanh, thế giới di động. Đấy, tất cả các cơ quan ban ngành ở gần khu vực đó luôn. Rồi bây giờ mình đang đứng tại vị trí trung tâm buôn bán sầm uất nhất của thị trấn Chư Sê anh em nhé. Mình sẽ quay khu vực này để anh em dễ dàng hình dung ra cái mảnh đất mình vừa giới thiệu cho anh em. Đấy, cái mảnh đất mình vừa giới thiệu cho anh em nó là cái đường phía sau này, đi chúng ta đi thẳng theo cái cổng chợ này, chúng ta chỉ băng qua cổng chợ thôi là sang cái đường Đinh Tiên Hoàng là tới cái mảnh đất của chúng ta giới thiệu á, mình giới thiệu cho anh em đó. Và từ cái vị trí cái mặt đường của quốc lộ 14 mà vào đến cái mảnh đất mình vừa giới thiệu cho anh em nó chỉ rơi vào độ khoảng 100 mét anh em nhé. Nó là khu vực trung tâm của khu vực buôn bán sầm uất bậc nhất của thị trấn Chư Sê. Và đây là ngã ba nhá, ngã ba Chư Sê. Ngã ba Chư Sê ở đây nó có hai quốc lộ 14 này và quốc lộ 25. Đấy, đi qua cái khu vực trung tâm này. Và theo ngón tay mình chỉ đây là chợ lớn nhá anh em nhá. Đây là chợ lớn của thị trấn Chư Sê này. Và bên đây là siêu thị Copmark. Rồi chúng ta đi xuống một đoạn là chợ phía Nam. Và cũng là cái hướng ngón tay mình chỉ hất về là đi về Buôn Mê Thuột và sang thành phố Hồ Chí Minh anh em nhé. Và theo cái hướng ngón tay này mình chỉ là đi về thành phố Pleiku và ra ngoài Bắc. Đấy. Còn cái hướng ngược về bên phía tay phải của mình đây này, đây cái hướng đây này, cái hướng đây là đi về Phú Yên và sang Nha Trang anh em nhé. Đây là một trong những cung đường gọi là cực kỳ thuận tiện của khu vực Chư Sê. Còn trên kia là điện máy xanh, còn bên kia là thế giới di động. Còn góc bên kia là công viên anh em nhé, công viên Cà Bán Ơn anh em. Giới thiệu thêm cho anh em một chút nhé, Chư Sê mình là một trong những huyện gọi là phát triển kinh tế bậc nhất của tỉnh Gia Lai anh em ạ. Đấy. Chư Sê mình thì gồm có những cây tiêu nhé, cây hồ tiêu này và cây cà phê nên rất phát triển về kinh tế. Và thị trấn Chư Sê lại nằm ngay trên cái trục của đường quốc lộ 14 và quốc lộ 25. Nó rất thuận tiện cho cái việc chúng ta đi lại. Vậy là hôm nay mình vừa giới thiệu cho anh em một mảnh đất nằm ngay trên đường Đinh Tiên Hoàng thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé. Tổng diện tích là 115m², mặt tiền đường là 5m, sâu và 23m và phun thổ cư hết nhé, đất ở đô thị hết anh em ạ. Rồi video mình kết thúc tại đây, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều những video mới nhất mình đưa lên YouTube.